phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời À, mô à, buồn xưa thích ca mô Ni Phật buồn sư thích ca mau Ni Phật nam mô sư thích ca hà mâu ni phật nam mô bốn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh hôm nay mời các vị đi vào bài mới đó là bài tứ niệm xứ hay còn gọi là tứ niệm trụ. Bài này tất nhiên chúng ta sẽ học nhiều bữa bởi vì nó dài và cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên chúng ta dành thời gian tìm hiểu kỹ càng một chút. Có thể nói rằng toàn bộ giáo pháp của Như Lai đều gồm thâu ở trong 37 phẩm trợ đạo. Toàn bộ giáo pháp to lớn của Như Lai đều gồm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta cũng có thể hiểu cách khác. Cây bồ đề to lớn, bao nhiêu nhánh lá đều không thể lìa gốc rễ của nó. Đó chính là 37 phẩm trợ đạo. Và ở trong 37 phẩm trợ đạo Chúng ta thấy tứ niệm xứ Hay còn gọi là tứ niệm trụ Là một trong 37 phẩm trợ đạo Ở trong đây Là gốc rỡ Là cốt túy của thiền tâm Gốc rỡ Cốt túy của thiền tông nếu như thiền tông diễn đạt chân lý mà rơi khối tứ niệm trụ, tức là không phải lời Phật dạy. Vì vậy cho nên thiền chúng ta thấy có nhiều kiểu cách khác nhau. Cũng giống như gốc rễ 30 bé phẩm trợ đạo thì ở trong đó tứ niệm trụ, tứ niệm xứ là một nhánh một nhánh nó ra nhiều chi phần Chi phần ở đây người ta có thể thiết lập với những tên gọi khác nhau Chẳng hạn như Như Lai Thiền Thượng Thừa Thiền Tố Sư Thiền Tố Nội Thiền Các bạn thấy không hả? Đã, đã, đủ thứ rồi không hả? Tức là người ta đặt ra nhiều cái tên gọi khác nhau À, thiền công án, à, thiền công công, đủ thứ loại thiền phải không ạ à? Tên đây là chúng ta hiểu là chứng qua là những cái tên gọi nó khác nhau, nhưng có một thực trạng ngày hôm nay xảy ra mà chúng ta cần phải loại bỏ, đó là cành lá tự hại nhau, khiến cho cội gốc bị gì, bị tiêu diệt. Nếu như tiêu diệt cội gốc Thì cành lá cũng tự hại thôi Có đúng vậy không? Thế mà chúng ta đứng trên nam truyền Bài xích bách truyền Đứng trên bách truyền bài xích nam truyền Đứng trên thiền lại kích bác chơ bai tịnh độ Đứng trên tịnh độ lại côi thường thiền Rõ ràng các cành lá Nó tự gì? tự hại nhau Các cành lá nó mọc ra Và nó làm hại nhau Nó hại nhau như vậy Tức là nó hại ngay cả gốc rễ tự thân của nó Mà một khi gốc rễ đã bị hại Thì thân đó phải bị hại Hiểu không hả? À? Khi chúng ta hiểu như vậy rồi Thì chúng ta phải loại bỏ cái suy nghĩ Có cái tính là Là đối lập gây hại như vậy đó là người hiểu được giáo pháp tổng quát của Như Lai. Và ở đây trở lại vấn đề tứ niệm trụ. Chữ niệm trụ ở đây á, cũng là một nghĩa. Mà niệm trú cũng là một nghĩa. Chẳng hạn như chữ trú, như chữ trụ thì chữ trú hay hơn là chữ trụ. Trú nó có nghĩa là sống ở trong đó và dĩ nhiên phải ở trong đó một chỗ đó và sống. Còn trụ tức là đứng yên chẳng hạn như trụ trì hay là trú trì à, chữ trú hay hơn là chữ trụ trú nghĩa là gì là trú pháp vương gia trì nghĩa là trì như lai mạng vị trú trì là vị ở trong ngôi nhà của của Phật pháp mà giữ gìn mạng mạch của như lai đây gọi là trú pháp vương gia trì như lai mạng chức năng của một vị trụ trì phải thực hiện như vậy. Tự thân mình ở trong cái ngôi nhà giáo pháp một cách nghiêm mật để giữ gìn giáo pháp của Như Lai. Đây chính là chức năng của người trú trì. Nếu như không làm được chức năng đó, tức là chưa hoàn chưa hoàn thành trách nhiệm của người trú trì. Người trú trì không phải là người cô chùa. Người trú trì không phải là cái người chủ chùa. Không, mà trú pháp vương gia vậy thì anh có khả năng sống được ở trong nhà pháp vương hay không và khi anh sống được như vậy thì bây giờ anh mới gì anh mới có khả năng là giữ gìn mạng mạch của như lai nếu như tự thân không sống được ở trong ngôi nhà pháp vương thì mình sẽ hủy hoại giáo pháp của như lai cho nên chữ trụ này hay không bằng chữ Chữ trú thành ra là tứ niệm trú là hay hơn. Tức là đời sống an trú vào ở trong cái phương diện đó. Hiểu không hả? À, như vậy thì bài kinh này Đức Thế Tôn nói ở đâu? Đức Thế Tôn nói ở đâu? Đức Thế Tôn nói ở tại vườn cấp cô độc rừng thở đa thành thất lao phiệt. Có xuất xứ nơi đầu tiên, có chỗ đàng hoàng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo chúng bí xô bí xô là bí xô Ta sẽ nói sơ lược về sự tu tập bốn pháp niệm trú cho các ông. Bí xô an trú tuần quán thân nơi nội thân này. An trú tuần quán thân nơi nội thân với đầy đủ chánh cần chánh tri chánh niệm từ bỏ tham ưu thế gian từng câu từng lời thưa quý vị an trú tuần quán thân nơi nội thân đây là phương pháp tu tập quán thân nơi nội thân là quán như thế nào Hồi sáng đây các vị học thiền đại hiếu nôm na dùng thân này để quán chính tự thân này đây gọi là quán thân nơi nội thân với đầy đủ chánh cần chánh tri chánh cần chánh tri như thế nào được hiểu theo nghĩa này chánh niệm trừ bỏ tham ưu thế gian từng câu từng chữ nghe qua hiểu liền nhưng để hiểu trọn vẹn chúng ta cần phải học và phân tích an trụ an trú tuần quán thân nơi ngoại thân với đầy đủ chánh cần chánh tri chánh niệm trừ bỏ tham ưu thế gian nội thân ngoại thân an trụ tuần quán thân nơi nội ngoại thân với đầy đủ chánh cần chánh tri chánh niệm trừ bỏ tham ưu thế gian ba tuần quán thọ tâm pháp chi tiết cũng như vậy như vậy chúng ta có bốn tuần quán thân thọ tâm pháp mà vừa thân thì quán thân nơi nội thân quán nơi ngoại thân quán nội ngoại thân rồi tới thọ rồi tới tâm rồi tới pháp hay gọi là thân thọ tâm pháp giáo nghĩa đó luận lý đó được hiểu nền tảng của thiền tông mà chúng ta học tất cả các pháp môn thiền đều không ngoài nền tảng này vậy cho nên ở tại Bồ Đề Phật Quốc chúng ta hoàn thiện đầy đủ tất cả mọi kiến thức cơ sở để cho các vị có thể là nhận biết khắp tất cả các truyền thống mà không có bị lầm lạc hiểu chưa hả? đó gọi là bốn pháp niệm trú mà Bí Sô hiện tại đang tu tập. Thế tôn nói ở tại vườn cấp cô độc và nói rằng đây là bốn pháp niệm trú mà các tỳ kheo đang tu tập. Quá khứ vị lai, tức là những vị tỳ kheo trong quá khứ tu tập và cho đến tương lai các vị tỳ kheo tu tập. Cũng như gì? Bốn pháp mà gọi là tu tập bốn pháp niệm trú nên biết cũng như vậy. Nghĩa là nó đúng ở trong quá khứ, ở trong hiện tại đang tu tập và ở trong tương lai Nó cũng như vậy không thể khác Hiểu chưa hả à, Lời dạy rất là đơn giản Rất đơn giản Đây là kinh Sự truyền bá Nhiều nhiều ngàn năm Đến hôm nay chúng ta gặp được Thật là một điều may mắn Chúng ta hiểu sự mầu nhiệm của giáo Pháp như thế nào Nếu như một chú Sa-di quân đầu Em út của tôn giả Sa-lợi Phất mà không gặp giáo pháp của Như Lai thì chỉ là đứa trẻ nít ở trong nhân gian thôi. Nhưng xuất gia chưa được bao lâu, mới có 8 tuổi đã chứng đắc thánh A La Hán. Đây là một vị sa di trẻ tuổi nhất chứng thánh quả A La Hán. Có thể biến một đứa trẻ 7 tuổi tu một năm 8 tuổi chứng A La Hán. Có loại giáo pháp nào kỳ diệu hơn thế nữa giữa thời gian này? chúng ta đi tìm cách thời gian này không có đâu hoặc hoặc là gì hoặc là à, các vị à, tùy kheo à, trưởng thượng cho đến bao nhiêu thế hệ cách này mấy ngàn năm họ tìm được hạnh phúc mầu nhiệm ở trong giáo pháp của như lai thì hôm nay tại sao chúng ta lại lơ là trong cái cái, cái đời sống tìm kiếm hạnh phúc của mình Vì vậy cho nên Chúng ta có cơ hội tiếp xúc Ở trong giáo Pháp như Lai Đây là điều may mắn vô cùng Mà có khi người khác họ lại không nhận ra Bởi vì họ không có cái tuệ tri như mình Cho nên họ không có nhận ra được Bây giờ phân tích vào để Chúng ta thấy Thân niệm trụ được hiếu như thế nào Khi hiếu được thân Rồi tới thọ, tới tâm, tới Pháp Thân mà không hiếu thì thọ tất nhiên cũng không hiếu nghe tại vì thọ là cái nền tảng dựa trên thân mà thọ thân nó thô còn thọ thì nó là đời sống tinh thần cho nên nó không có hình dáng nó hoạt động vi tế hơn rồi tới tâm thì lại càng sâu xa hơn và tới pháp thì lại càng biến hóa hơn vì vậy cho nên chúng ta quán trên nền tảng của thân vững vàng thì lúc bây giờ là tâm thọ tâm pháp nó sẽ dễ dàng hơn được chưa hả rồi như vậy thì ở đây đầu tiên chúng ta thấy pháp quán thân niệm trụ nó được chia làm ba khía cạnh khía cạnh thứ nhất là khía cạnh tuần quán nội thân thứ hai là tuần quán ngoại thân thứ ba là tuần quán nội ngoại thân theo lời dạy phái không vậy thì bây giờ riêng và tuần quán nội thân chúng ta hiểu như thế nào? Câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là An trụ tuần quán thân nơi nội thân này với đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm trừ bỏ tham ưu thế gian hội chấm. Nghĩa là gì? Hội chấm nghĩa là gì phải không? Đầu tiên giải thích từng chữ nội thân ở đây là gì? Hả? Nội thân là ở trong thân không có đúng đây tự thân tồn tại trong chuỗi tương tục hiện tại đã đếch mà chưa mất đây gọi là nội thân thân trước đây một giờ của các vị có phải là nội thân không hả phải không người nó phải người nó không tại sao không tại sao phải Một giờ đồng hồ đã mất rồi sao lại còn nữa? Thầy hỏi rằng là thân của các vị cách đây một giờ đồng hồ. Là của ai? Làm sao của mình được? Nó mất rồi. Nó một giờ đồng hồ nó đã qua rồi. Một sát na ở trước đây là không phải của mình nữa. Nó thuộc về quá khứ rồi. Nó đã qua rồi. Cho nên gọi là gì? Đã đắc tức là đang đích đây là là mới lạ là, là của chúng ta mà chưa mất cho nên là xét trong cái, cái đơn vị thời gian hiện tại chứ còn một sát na trước nó đã mất rồi cái hình hài của chúng ta một sát na trước nó không giống bây giờ hiểu không hả chỉ cần một phút trước thôi là bụng mình chưa đối giờ đói mà đúng không hả hay là một cái một nửa phút trước thôi là mình chưa mệt giờ nó mệt là nó khác nhau rồi nó có sự thay đổi bên trong đó nếu không thay đổi thì làm sao nó như vậy được Thành ra chúng ta thấy rằng Hiện tại cho nên là Tự thân tồn tại Trong chuỗi tương tục hiện tại Đó chứ hả Đây gọi là gì hả Nội thân Nội thân phải được hiểu theo nghĩa như vậy Đừng cho rằng nội thân là nội tâm Hay là nội thân lại như ruột gan phèo phối Bên trong Chúng ta không hiểu như vậy Chúng ta hiểu rằng chữ nội thân đây là miêu tả cho tự thân của mình, toàn bộ thân của mình, tồn tại ở trong hiện tại. Và giới hạn của nó là gì? Là đã đất mà chưa mất. Có khi đó, là gì? Là chưa đất. Có không? Nội thân của chúng ta mà cái loại nội thân chưa đất, có không hả? Là thằng nào? À, vậy không có đúng Chẳng hạn như giờ Ngày mai Mình không biết rằng tối nay mình chết hay sống Nhưng mà hy vọng chưa chết Như vậy thì cái thân ngày mai Là cái thân gì? Là thân chưa đắc Có đúng vậy không hả? Cái thân chưa đắc là cái thân ở trong tương lai Rồi một lúc nào đó thân hoại mạng chung thì chúng ta lại kiếm một cái thân mới, cái thân mới đó tùy theo phước và nghiệp à, tạo phước gọi là hành phước, hành phước thì th lấy thân chư thiên và loài người, hành phi phước thì lấy thân địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, hành bất động là lấy thân gì? lấy thân của của chư thiên cõi trời vô sắc. Nhưng nói cho cùng tất cả đều thân hữu tình. Thân hữu tình là hữu hoại. Hữu hoại cho nên còn khổ đau. Chỉ có chân thân bất diệt niết bàn lúc bây giờ mà chấm dứt đau khổ. Làm sao chúng ta có được thân đó? Từ từ chúng ta sẽ sẽ phân tích dần dần. Như vậy thì ở đây thân tương lai là thân nào? Không có bàn ở đây, để chúng ta chỉ bàn chỗ là Đã đất mà chưa mất Là thằng hiện tại đây Đang nối ở hiện tại đây Không có không có nghĩ về quá khứ Không nghĩ về tương lai gì hết á Nó rất là quan trọng Chúng ta phải nhấn mạnh điều này Để, để chúng ta xác định là Đơn vị thời gian hiện tại Chứ không á Là mình kết bỏ Mình nghĩ rằng ở quá khứ Ví dụ như thế này Mình càng lớn tuổi mình thấy người mình nó yếu hơn cái mồ hôi mình hình như nó cũng hôi hơn hồi nhỏ phải không? Có đúng vậy không hả? À? À, như vậy mình nghĩ hồi nhỏ mình sạch sao giờ mình hôi thế này? Mình nghĩ như vậy là mình nghĩ sai. Tại vì bây giờ nó hôi thì hồi nhỏ nó cũng hôi. Hồi nhỏ nó hôi thì bây giờ nó cũng hôi. Chứ không có chuyện đó là bây giờ mình hôi mà, mà hồi nhỏ mình sạch. Mình nghĩ như vậy không có đúng. Tại tự thân của nó là bất tỉnh. Thì cho dầu già trẻ lớn bấy gì Bất tịnh là bất tịnh vậy thôi Chúng ta hiểu chưa hả à, Cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng Đã đất mà chưa mất Quán cái thân hiện tại Ở trong hiện tại Lấy cái thân hiện tại này quán Chứ không có nên là chọn cái thời điểm trước đây Có người nói rằng Ước gì bây giờ con trễ lại Để con có cái điều kiện con tu tập Ai mà thiết Pháp mà nghe nói câu đó Tự nhiên hết muốn thiết các hồi thầy cũng nói Được rồi cô ngồi cũ ước nữa đi Bây giờ hiện tại đã đã chưa mất đây Không chịu sử dụng, không chịu ném lấy Mà đi liên tiếp một cái thân Ở, ở cách đây mấy chục năm nó, nó, nó không có giá trị gì Không có lợi ích gì phải không Cái suy nghĩ như vậy Nó chỉ làm cho mình tổn thương Làm cho mình buồn phiền thơm mà thôi Hay là luyến tiếc thêm mà thôi Ví dụ như nói Ngày xưa con làm giàu sang Thật là nhiều tiền Hồi đó dạy quá không có chịu bố thí cúng dường à, Nói vậy Thì bây giờ bây giờ bố đi Bây giờ cúng đi đâu có sao Nếu bây giờ cũng không có tiền Không có thì một đồng thôi Hiểu chưa hả Cho nên chúng ta phải xét trong hiện tại Đừng bận tâm là quá khứ mình là ai như thế nào Cũng đừng nghĩ rằng tương lai là gì Ở trong hiện tại Cho nên câu này nhận thức phải rất sâu sắc Nhờ Quyết định như vậy ha Rồi trên cơ sở đó bây giờ bắt đầu đi vào ở trong phép quán quán thân bất tịnh quán 36 hành tướng ai học lớp thiền thì điều này chúng ta đã rõ rồi thầy xin nhắc lại để chúng ta ném thôi tuần quán thân nơi nội thân này nghĩa là quán những gì đó là chúng ta tư duy quán sát bất cứ nơi nào trong nội thân này từ chân cho đến đầu Sao không nói từ đầu cho đến chân Hả Bám sát vô chứ Tại sao Rất là đơn giản Tại vì mình ngồi xếp bằng Mình thấy cái chân mình trước thấy cái đầu Đúng không hả Tại vì mình tu mà hả Ngồi xếp bằng xuống Tự nhiên mắt mình nhìn thấy chân mình Mà thường thường thấy ngón cái là gần nhất phải không ạ à? Thì bây giờ từ cái quán cái đó rồi mình thấy là từ chân từ tử mình quán dần rồi tới đầu cái đầu nhiều khi mình không thấy nhưng mà mình tưởng ra rồi từ đầu mình quán xuống tới chân cho nên đức phật dạy rất là rõ rất là gần gũi từ thân cho nên quán từ đầu nó con không thấy đầu con sao quán nhưng mà mình có thể quán từ chân mình trước phải không từ chân ta tới đầu thấy đầy dãy các thứ bất tịnh ô uế Thấy chưa hả? Thấy, quán mới thấy. Nghĩa là trong thân này chỉ có các thứ tóc, lông, móng, răng, bụi, kéo. Kéo là cái gì? Kéo và gào, gào, gào hả? Không phải đâu, ôi dưa quá. Kỳ kỳ ra ăn cục như tới điên á. Nó gọi là, kéo mồ hôi Dơ đất cái dò dò ra ăn cục Cũng có khi dơ vậy đó Cũng Có khi là mình dò dò ăn cục nếm người ta u đầu chứ không phải giỡn rồi <laughs> à, da thịt gân mạch xương tủy xương đùi thận tim phổi gan mật ruột bao tử mỡ chất béo não mô mũ máu mỡ bụng nước uh, nước mắt mồ hôi nước mũi đàm nước bọt xanh tạng thục tạng xanh tạng thục tạng giống như bao tứ vậy đó ha ruột non ruột già đó sân tạng tục thục tạng rồi phân rồi nước tiểu như vậy gồm hết thảy 36 chất 36 chất này nếu như đỡ sắp hàng ở trên bàn cho mình nhìn thì có lẽ rằng mình không dám nhìn nhưng mà mình cứ mang mãi trong thân của mình đi chỗ này đi chỗ nọ cuộc đời vẫn đẹp sao <laughs> tại vì tại sao mình 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 vô minh <laughs> mình nói, sự thật là vậy đó mình mang cái thân đầy giải bất tịnh dơ bẩn như thế mà mình cứ nói cuộc đời vẫn đẹp sao rõ ràng là trạng thái vô minh của mình nó nó lấp đi mình nói mình cười nhưng thực ra quán mình mới thấy mình mình gơ tớm như thế nào còn không quán là mình không thấy đâu à, rồi khi tư duy tướng bất tịnh như vậy sự giáng trạch gọi là sự gián trạch pháp được phát khởi gián trạch pháp là gián trạch làm sao phát khởi cái gì hả suy nghĩ xem khi tư duy bất tịnh như vậy ở trong tâm mình sẽ hình thành cái khả năng gián trạch pháp hay là sự phát khởi gián trạch pháp nó xuất hiện gián trạch như thế nào hả nhàm chán cái thân bắt đầu dán trạch nó dơ quá nó bẩn quá bắt đầu dán trạch còn gì nữa không hả tại sao tại sao các vị đi tìm hạnh phúc bởi vì cuộc đời khổ cho nên nó có hai cái thái cực thường hay xuất hiện khi chúng ta thấy thân mình dơ bẩn tự nhiên mình muốn thân mình được sạch sẽ Đúng vậy không ạ? À? Khi mình thấy 36 chất chưa bắn Như vậy mình đặt câu hỏi Như vậy trên đời này có cái thân nào Mà đầy đủ công đức Trong sạch như lưu ly Chỉ có Phật thân Thấy chưa hả? Đó, đó là sự gián trạch sẽ xuất hiện Như vậy thì mới đầu mình Mình mắm cầu mình được cái thân còn là trong sạch như lưu ly Còn hết hoặc ít giá Cũng là cái thân của chư thiên Của trời Chứ không có muốn thân của người nữa cái đúng không ạ à? khi chúng ta tư duy như vậy ở trong tâm chúng ta sẽ xuất hiện cái thái độ đó là là gì hả là giãn trạch cái, cái khả năng giãn trạch giãn trạch pháp rồi càng quán chiếu thì khả năng gián trạch càng sâu hơn càng vi tế hơn mà chúng ta gọi là gì hả cực giãn trạch cực tối giãn trạch cho dù bất cứ lý do gì cũng không có mơ hồ hiếu sai nữa hiếu rõ, hoàn toàn hiểu rõ Quán đi lại nhiều lần Tiếp cận hiểu rõ, tâm cơ nhảy bén Quán đi lại nhiều lần Thông suốt, thẩm sát, thông tuệ Minh giác tuệ hành tỳ bác sa nà Đó gọi là gì? Là tuần quán nơi nội thân Như thế thì lúc bây giờ giảng trạch pháp nhận ra như vậy như vậy cầu cái thân gì cầu cái thân phật thân thanh tịnh cầu phật thân thanh tịnh như vậy thì cái niệm tiếp theo là cái niệm gì sẽ xuất hiện hả vâng cái niệm viễn ly cái niệm xá do cái dáng trạch đó tự nhiên mình muốn xả bỏ cái thân này mình không có muốn là là cưng chiều nó nữa mình không có muốn là, là trân quý gọi là cung phụng nó nữa. Mà lúc bây giờ mình xem rằng nó như là một cái phương tiện để giúp cho mình thành tựu Phật thân. Thấy điểm này chưa hả? Khi nhận ra như vậy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có thái độ sử dụng thân mình như là một công cụ, như là một phương tiện để mình đạt đến Phật thân. Chứ mình không có dùng cái thân này vào một cái mục đích tầm thường nữa. Thấy, thấy điểm này lợi hại chưa hả? À cho nên quán chiếu đi lại Lúc bây giờ Nó sẽ sinh ra khả năng này Và nếu như mà trạng thái đó Mà xuất hiện rồi Thân điểm trụ Tức là xuất hiện như vậy rồi Thì Thì chuyện gì xảy ra? Vì vậy Vì vậy cho nên Vị đó bắt đầu phát cần Tinh tấn Chúng ta thấy tâm lý nó, nó đi chưa hả? từng bước từng bước tâm lý nó diễn tiến như vậy phát cần tinh tấn dũng kiện mãnh liệt càng quán thì phát cần tinh tấn dũng kiện mãnh liệt sẽ xuất hiện hăng hái khó ngăn học tiếp tu tập tiếp à, tiến lên nữa khích lệ ý chí không ngừng cho dầu gặp phải trong gai khó khăn chướng ngại cũng tự khích lệ ý chí không ngừng khích lệ như thế nào Chúng ta chưa có phước, ráng làm phước. Chúng ta làm chưa thành tựu, nỗ lực tìm kiếm nhân và duyên để nó thành tựu. Chưa có nhân thì tạo nhân, chưa đủ duyên thì đi đi hóa duyên, gom các duyên lại. Nhân duyên hỏi đủ, duyên khởi sẽ xuất hiện. Thế thì cái quá trình đi tìm kiếm nhân và gom các duyên, quá trình đó là một nỗ lực rất lớn không bao giờ có chuyện tự nhiên sinh ra có nhiều người đầy đủ phước báo nhưng không làm sao để cho phước báo đó được hiển lộ thành ra phước báo đó chỉ tồn tại với dạng hạt giống mà thôi có người có phước có hạt giống rồi mà không biết đem ra gieo trồng ươm mầm cho nên nó cũng không có sinh thành cây phước cây lọc Do đó mà cứ sống ở trong khổ đau. Vậy thì có nhân rồi, có duyên rồi, cũng phải có một sự nỗ lực tinh cần. Chứ làm sao tự nhiên sinh được, phải không? À, thành đạo Phật chúng ta phải nỗ lực, phải nỗ lực. Có một vài vị nói Thầy Quyền Châu có phước, cho nên có thể làm được một cái chương trình và trong thời gian ngắn có thể là hình thành lên một cái chương trình tạo ra cái lợi lạc lớn cho đại chúng nhưng thưa các vị có phước cứ ngồi im nói nó có à đúng không phải làm chứ phải làm cái gì đó chứ mình chưa có phước thì mình làm phước mình chưa đủ duyên thì mình tạo duyên như vậy thì nhân và duyên nó đủ như thế bắt đầu nó mới khởi được chân lý đó đều không ngoài không ngoài cái cái hiện tượng là tinh tấn nếu như không tinh tấn thì không thể nào có được kết quả đó Mà tinh tấn thì phải tìm kiếm Những gì mình chưa học được thì học Những gì biết rồi mình quan sát lại Nói chung đây là một sự tinh tấn Mà gọi là đầy đủ tránh cần Tại sao? Tại sao như vậy? Có phải rằng mình mình xây trường đại học Để mình thỏa mãn là mình có trường đại học không? Để làm gì? Giúp cho đời đó chí Học hỏi chánh pháp đó chí à, Nói sai biết Mình giúp cho đời Thực ra giúp cho mình Mình giúp cho Mình giữ gìn cho Phật Pháp Thực ra là mình tự cứu lấy mình Tại vì Đó là nền tảng Để giúp chúng ta thành tựu Phật thân thanh tịnh Ai hộ trì chánh pháp Thì được sống trong chánh pháp Ai Ai liễu ngộ giữ gìn chánh pháp thì chúng ta lại được cái phước báo trong chánh pháp mà phước báo trong chánh pháp đầy đủ đến mức siêu việt không có không có ai hơn không có ai hơn nhất là trong loài hai chân không có ai hơn lưỡng túc tôn hiếu chữ lưỡng túc tôn chưa hả lưỡng túc tôn là một tôn hiệu của đức phật Đó. Như vậy thì tất cả nó bắt đầu từ từ cái việc là quán thân bất tịnh chứ không phải quán để sinh ra một cái loại tâm cái tâm lý là nói gì nó dưa bẩn rồi chúng ta sinh cực đoan rồi chúng ta trì chiết thân của mình rồi là chúng ta cười khính cuộc đời và chúng ta trở thành người điên đảo có như vậy chứ không phải không có tại vì tu sai pháp là do mình suy nghĩ sai cho nên dẫn tới hành động sai nắm được điều này chưa Từng câu từng lời hôm nay thưa các vị rất là sâu xa và nó biểu hiện từ đâu? Từ nỗ lực tác chứng tự thân. Đầy đủ chánh cần. Chánh cần tới mức là ở đây cấp tốc nhanh chóng nhậm lễ liên tục như vậy đây gọi là đầy đủ chánh cần và vị ấy quán hành quán hành đó phát khởi sự gián trạch cho đến tỳ bác cho là thánh tuệ được phát khởi thánh tuệ tức là trí tuệ thu thắng được phát khởi ở trong trạng thái này đây là huệ phát sinh. Tiếp tục phát sinh như vậy. Và nay trở thành thượng phẩm, thượng thắng, thượng cực viên mãn, cực viên mãn. Tại vì sao? Bởi vì cái quá trình phát khởi như vậy nó đạt đến cái chỗ là gì? Là thành tựu thượng phẩm. Thượng gì? Thượng thắng, thượng cực viên mãn. Cho nên tâm của mình nó nâng cao lên, nó thanh hoa lên đến một cái chỗ là chúng ta muốn nhanh chóng đạt được thân siêu việt cái thân mà tích lũy đầy đủ công đức như đức thế tôn nếu chúng ta chưa đủ sức chưa đủ phước báo chúng ta tiếp tục phát nguyện đời đời kiếp kiếp con sẽ thành tựu đầy đủ công đức cho mọi người cũng tức là tích lũy công đức cho mình đây gọi là hành lục độ ba la mật của bồ tát vậy thì mình thấy mình chưa đủ phước Mình ráng mình làm phước Tinh tấn làm phước Mình có cơ hội làm phước Mình ráng thêm một chút Mình làm phước Mình làm hoài thôi, làm nhanh chóng Làm càng nhiều thì mình càng Càng sông sớm Có đúng vậy không? Hiểu, hiểu chưa hả? Làm càng nhiều càng sông sớm Còn làm chậm thì từ từ cũng phải làm thôi à Tại vì bây mình muốn là chấm dứt khổ đau mà. Còn không thì mình cứ đi lên đi xuống. Rồi thang qua và thang lại vậy đó. Như vậy thì mình làm xong sớm thì mình nghĩ sớm. Còn mình làm biến thì từ từ cũng phải làm. Không chẳng ai nào khỏi đâu Cuối cùng tất cả chúng ta ai cũng mong cầu có hạnh phúc tối thượng. Mà có hạnh phúc tối thượng thì dĩ nhiên là chúng ta phải đi theo con đường này thôi. Đây gọi là gì hả? Đây gọi là đầy đủ chánh tri. Hiểu chưa hả? Chánh tri nó sinh ra như vậy Chứ làm sao tự nhiên được Rồi Vậy đó Quán đầy đủ Tùy niệm Chuyên niệm Quán đầy đủ niệm Tức là gì hả? Là nhớ nghĩ kỹ Hiểu rõ Hiểu rõ Nhớ Chữ niệm là nhớ Mà đủ niệm á Tức là nhớ đủ Nhớ đủ Không còn nhớ dư Nhớ đủ Nhớ 36 chất dơ bẩn nhớ rằng á là quán cái thân mình nó vô quá cầu thân thanh tịnh trong sạch như Phật rồi gì nữa hả rồi á, tinh tấn tinh tấn tìm cách làm sao để cho mình nhanh chóng đạt được như thân Phật đây gọi là gì hả đây gọi là đầy đủ chánh niệm chánh tri và nhớ kỹ không có bị uh, quên lãng đây gọi là hoặc là những cái điều tương tự như vậy gọi là tùy niệm tức là những cái niệm tương tự đi theo nó, cho tôi đây có thể là, là tùy miên á, tức là là những cái gì liên quan tới nó, hoặc là chuyên niệm, à, chuyên niệm, rồi ức niệm là nhớ lại, nhớ lại, không quên, không mất, không bỏ sót, không sao lãng tính chất của pháp không mất tính ghi nhớ sáng rõ của tâm nên gọi là đầy đủ chánh niệm. Bây giờ nắm được chữ chánh niệm chưa? chánh niệm là gì? Chánh niệm là nhớ đủ này, tùy niệm này, chuyên niệm này, ước niệm này, không quên mất này, không bỏ sốt, không sao lãng, tinh tấn của pháp, cái cái tính chất của pháp là không mất, ghi nhớ sáng rõ. Đây gọi là gì? Đây gọi là chánh niệm. Đúng không hả? À, nhưng mà cũng phải cẩn thận, đừng có, có lợi dụng nó nha. Lợi dụng nó. Hồi xưa thầy nhớ, phải cười có mấy anh em À, đi à, tu tập theo uh, thiền sư nhất hạnh và ngài thường hay cố gắng là dạy học trò bằng cách là dùng những cái chữ mang tính thói quen để có sự tác động nhắc nhở ha à, nhắc nhở nhưng mà có khi nhắc nhở thành thói quen nhắc nhở thành thói quen là chúng ta không có đủ trí nha hiểu không à? à nhắc nhở làm sao mà cho nó đúng chứ còn nó, nó sai tình huống là nó thành ra là là sai lầm Thế nên có lúc đó có một vị thầy Chữ nhất chữ là hay, pháp môn là hay Nhưng mà vận dụng không có đúng chỗ thì nó thành là không hay Có một cái vị thầy lên mời một vị hòa thượng Bạch bạch hòa thượng mời hòa thượng dùng cơm trong chánh niệm Hòa thượng nói vậy hồi giờ tôi dùng cơm không có chánh niệm hết không <laughs> thầy này không không biết nói sao hết rồi hồi giờ cho tôi dùng cơm không có chánh niệm phải không <laughs> cái là là ông kia đứng đứng ở, ở ra à, cho nên nó tội nghiệp vậy đó nó tội nghiệp vậy đó thành ra có những tình huống là là sử dụng không đúng á à, cho nên ví dụ như người nào đồng văn hóa thì mình dùng rất bình thường nhưng mà mà cái cái vị không có đúng văn hóa như vậy là mình dùng là hỏng rồi có có vị là tuân thủ nữa là hồi đó thầy nhớ ngài nguyên thiều ông à, ông, trụ trì nguyên thiều trước là lúc đó nguyên ban giám hiệu mời ngài xuống thọ trai ngài có một cái thói quen là mời thọ trai là ngài đứng là ngài đi khi ngài xuống ngài thấy đồ đạc còn dọn quý thầy đi tới đi lui ngài đi vòng 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 được 5 phút ngài chấm vài ngài đi về được 15 phút sau rồi á không thấy ngài đâu hết cái là lên thính ngài lại ngài nói bỏ tôi đối không có gạo ăn, tôi phải đi ăn trực mấy ông Ngài nói chữ vậy đó, đi ăn trực Đi ăn trực Đi ăn trực là giống như chó đi ăn trực Cái chữ đó là, là, là nó rất là nặng nghe hả? Ngài nói vậy đó Từ đó thì sau là, là Mọi người phải, phải 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 biết ý Và phải cẩn, cẩn thận Và Ngài nói rằng là Các, thầy mời thì tôi đi Tại sao bác tôi đi chờ Cái bữa ăn mà bác tôi chờ thì sao Giờ thì tôi ăn của tôi thôi cho nên cho nên chúng ta có những vị họ tu họ nghiêm khắc lắm họ nghiêm khắc rất là nghiêm khắc trong từng tình huống như vậy đó nhất là các vị hành trì luật là các vị tuân thủ y trang luật bởi vì gì? đại chúng mời là ngài phải đi không thể trở nải. cho nên mời ngài là đại chúng phải sẵn sàng chưa sẵn sàng đừng có mời à, nó vậy đó thành ra có nhiều vị mà mình không khéo á, là mình ứng xử là là hư chuyện thành ra mời ăn cơm trong chánh niệm <laughs> Dù thầy nói thì được, thầy nói mời mời các vị thọ mời các vị thọ trai trong chánh niệm. Thì nghe được phải không? Tại vì thầy làm thầy các vị thì học trò. Nhưng mà các vị nói mời thầy ăn trong chánh niệm. <laughs> Là nó khác được phải không? Nó à? nó khác liền, cho nên chúng ta thấy cái sự sự không phải nó 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 tối như như vậy đó, nhưng mà sự sự như vậy thì mình chưa đến cái chỗ chánh niệm. Tại mình mời ăn chánh niệm nhưng mà mình nói không chánh niệm thì phải đúng chỗ chứ nó sai thì là, là là phi niệm rồi phải không hả? À? nên tội. Rồi tiếp theo, nếu như mà sống đầy đủ ở trong chánh niệm như vậy rồi thì lòng tham nó có khởi được không? Cho nên tất cả các cảnh tham như là gọi là cánh tha cánh dục đó như là tham đánh tham chấp tàn phòng hộ tham này đánh tham là những gì liên quan tới tham chấp tàng tức là giữ gì giữ gìn đó chấp tàng là giữ gìn phòng hộ sợ mình là già không ai lo cho mình người sợ mình chết không ai chôn à, có người sợ như vậy tôi sợ mà sợ tới mức mà sợ chết có người chôn và đứa dành ít tiền đứa dành ít tiền đó mà mà chết chôn đêm giờ về, về chùa cúng dường cho thầy đây là cái tiền mà con đỡ chết chôn cho nên giờ con cúng thầy trước Thầy nhớ giúp với con rồi trước Thầy nói cô yên tâm đi Cô chết ở đấy không ai đỡ thúi đâu Buồn quá trời quá đất nó sẽ thầy, thầy, thầy nói lạ vậy Đã chúng ta thấy không nên mình đã chết rồi Cái thức mình có biết gì nữa đâu Nhưng mà chúng ta phòng hộ quá kỹ Phòng hộ quá kỹ Kỹ tới mức là là chết là còn phải nhờ người chung Có một bà cụ hồi xưa ở tại chùa Phước Lâm Thầy nhớ bà làm ba cái hồn mà chưa chết Cái hôm đầu tiên là người ta bán rễ <laughs> Cho nên là bà, bà mua Bà mua gì không biết đỡ đâu đem gửi chùa Ở ta thấy cái hòm đỡ hoài Mà sao không ai chết hết trơn Mà sao đỡ hoài vậy Đỡ lâu tới khi bà về Bà nói bà cho bà coi cái hồn thứ lâu quá hay sao rồi Hai ngờ đâu cái hồn á Là bị một ăn Thành bà buồn quá Thôi nhờ thầy chế ra chụm Đâu mấy tháng sau bà mua cái hồn khác À, nó cái hôm đây là cái ông kia ông thuyết phục là cái gỗ đây là gỗ lim nó không có hư bà nghĩ cũng có lý thế là bà mua gì à? Để ở chùa Để ở chùa rồi thời gian ai đó vô chùa chưa nó cái hôm đó là cái hôm nó nó rộng quá mà bà nhỏ con chung nó lúc lít lúc lít không, 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 không tốt đợi bà nó sẽ chụp xịt hoài thôi <laughs> cái bà nghĩ cũng có lý cái, về nhờ thầy chế chậm tiếp thầy được mơ cuối chế chậm tiếp tiếp xong rồi là bà bà đi đâu đó bà lang thang có cái ông kia ông bán cái hòm tặng thêm cái quách nó <laughs> <laughs> cái, cái cái, quách là cái nhỏ trong đứa nhỏ đấy cái hòm trong người lớn người quách trong đứa nhỏ nó bán hòm tặng thêm quách và thấy có lời mà lại mua cái mua cái hòm đem cho có quách mà tôi cho mình tôi mua chứ quá chi mà nói để dành thầy coi cứ đưa cho nào chết thầy cho rồi đó tôi bảo nuôi ba cái hòm ba cái hòm và và tới khi mà tới khi mà bà chết ấy thì lúc bây giờ là đứa con gái nó thấy mẹ nó bà chết ở Sài Gòn mua mọi thứ tốn kém quá nó đem nó bỏ vô cái cái hòm đường sơ trộm nó nó siêu mất Rốt cuộc cái hòm dư lại Tới đó bà mua ba cái hôm mà không cho ông được <laughs> Cho nên thầy cỡ chuyện ở đời Nó buồn cười như vậy đó Nhưng mà bảo người ta bỏ cái ý nghĩa đó đi Họ không có chịu Lạ như vậy đó Cái cái phòng hộ dính chặt Dính chặt Rồi thích thú Thích thú mới muộn Thích thú Thích tới mức là một cái món đồ cố Thích dữ lắm mê, mê muộn thích thú cho nên nó tạo ra cái tâm mê đắm tối tâm trong đó chữ mê muộn muộn là là, là mù mịt tối tâm rồi đam mê xây say đắm rồi nội tâm trối buộc mong cầu đắm đuối tập khởi của khổ đồng loại tham sanh của tham gọi chung là tham như vậy thì những cái trạng thái tâm lý của chúng ta được miêu tả với những chữ này nó đều thuộc tham hiểu chưa hả? chẳng hạn như là tham đến tham chấp tàng phòng hộ này cũng là một loại tham đó rồi à, dính chặt rồi à, thích thú mê muộn rồi đam mê rồi say đắm rồi nội tâm bị trói buộc bởi một cái cái ý nghĩa nào đó bởi một cái cái pháp nào đó mong cầu đắm đuối hoặc là tập khởi của khổ Đồng loại tham Sanh của tham Đây gọi là tham Như vậy thì Ở trong chánh niệm chánh tri Những tâm lý này sẽ bị diệt trừ Đúng chưa? Nhưng mà khi tâm lý này chưa được diệt trừ Thì tham vẫn còn Phải hiểu rõ như vậy nghe Tự mình nhận ra Tham nó còn hay không còn Mình nói tôi hết tham Vậy thì phải coi thứ người đó Những trạng thái tâm lý này còn hay không mà những trạng thái này còn Chứng tỏ tham còn ẩn núp Mà họ không thấy Học Pháp chúng ta thấy lợi hại chưa à, Rồi Chữ ưu Ưu là tâm phát khởi bởi Xúc thọ ưu Tức là xúc mà nó thọ buồn á Thọ không bình đẳng Thuộc cảm thọ buồn rầu Gọi là ưu Vì ấy quán hành Khi tu quán mà đoạn trừ Biến tri hai pháp tham và ưu phát khởi bởi thời gian. Tức là cái buồn và cái ưu sầu, cái tham và cái ưu sầu nó là cái pháp của thời gian, nó phát khởi ở giữa thời gian này. Thành ra khi chúng ta chánh niệm chánh tri biết rõ nó thuộc pháp khổ của thời gian thì lúc bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ viễn ly. Viễn ly tận cùng gọi là cực viễn ly. Nếu chưa viễn ly được bị lôi kéo trở lại thì hãy điều phục nó cực điều phục làm cho nó mất đi tiêu diệt hai pháp đó đó gọi là trừ bỏ tham ưu thế gian trừ bỏ bằng cách nào trừ bỏ bằng quán thân nên nội thân quán thân ba mươi quán bất tịnh quán bất tịnh sinh ra tâm lý mong cầu phật thân thanh tịnh muốn viễn ly thế gian và do vậy mà tinh tấn để mà gom đầy đủ phước báo nhân duyên để thân thanh tịnh kia được hình thành. Chưa biết thì phải đi học, biết rồi thì cố mà hành trì. Và cứ thế càng học càng hành trì thì cái biết và sự hành trì càng sâu dày càng vững chắc hơn. Cứ thế nó phát triển lên, nó phát triển lên đầy đủ chánh trì, khi cái sự đầy đủ chánh tri chúng ta ghi nhớ không quên đây gọi là là chánh niệm đầy đủ và trong trạng thái này thì tham không thể nào chen vô được ưu không thể nào chen vô được nhưng mà tham ưu vẫn còn chứng tỏ chánh niệm chánh tri chưa đủ hiểu chưa hả à, rồi như vậy thì khi chúng ta còn mà chúng ta quán chiếu nữa cái gốc rỡ của tham và ưu đó là do tâm chấp chấp thủ thời gian mà chấp nó không vừa ý Cho nên nó sinh ra buồn phiền Nó chỉ là cái pháp hoại diệt của thế gian Cho nên nó không thể nắm bắt được Thành ra phải nên từ bỏ à, Vậy thì ở đây chúng ta sẽ từ bỏ tham ưu thế gian Nếu mà chưa hả? Ha? Hay như Đạo Phật chúng ta dừng ngang đây Phật hiện thân ở đời Như hoa ưu đàm ba phật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời